Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của kênh dự báo thời tiết 24 giờ. Và ngay sau đây sẽ là bản tin chi tiết trong ngày. Tại thủ đô Hà Nội, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh đến Hải Phòng, ngày nắng, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 38 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ, phía Nam từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại khu vực Thanh Hóa ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt trung bình từ 26 đến 39 độ, độ ẩm trung bình 36%. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 23 đến 41 độ, độ ẩm trung bình 16%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, trời ít mây và ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, độ ẩm trung bình 35%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 43 độ, độ ẩm trung bình 33%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, trời ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 41 độ, độ ẩm trung bình 44%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương và Nông Cống, trời ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm trung bình 54%. Thị xã Bỉm Sơn, mây rải rác, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm trung bình 55%. Thành phố Sầm Sơn, mây rải rác, ngày nắng, nhiệt độ trung bình 26 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 66%. Thị xã Nghi Sơn, ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 41 độ, độ ẩm trung bình 30%. Thành phố Thanh Hóa, trời ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm trung bình 49%.